Chào mừng quý vị đến với chương trình Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Chuyên đề hôm nay chúng ta trao đổi là viêm tử cung heo nái, nguyên nhân và cách phòng trị hiệu quả. Thưa quý vị, trong chăn nuôi heo nái hiện nay, viêm tử cung heo nái là một bệnh điều trị rất là khó khăn, chi phí rất là tốn kém. Do đâu tình trạng viêm tử cung heo nái xảy ra thường xuyên, phòng và trị như thế nào cho phù hợp và hiệu quả? Chúng ta cùng nhau đi chi tiết về vấn đề này một chút nhé. Nếu như mà viêm tử cung heo nái xảy ra thì chúng ta sẽ có gặp những cái thiệt hại gì? Thứ nhất, heo nái về sốt cao, mất sữa. Đàn heo con sinh ra có thể là hủy cả đàn và thiệt hại rất là thê thảm. Cái thứ hai đấy, nếu như mà xảy ra viêm mạn tính kéo dài, tỷ lệ thụ thai của heo nái sẽ khó hơn. Nếu như mà phối mà đậu thai mà sinh đẻ ít còn thiệt hại hơn nhiều so với vấn đề mà heo nái phối không đậu thai. Cái thứ ba đấy là khả năng loại thải nái sẽ rất là lớn và cái đó cũng thiệt hại rất là nhiều. Vậy nguyên nhân gây viêm tử cung heo nái, quý vị chúng ta nhìn nhận lại để chúng ta có một cái biện pháp phòng chống hiệu quả hơn nhé. Viêm tử cung thì nguyên nhân từ đâu? Thứ nhất, nếu như chúng ta quản lý chăm sóc không tốt như là vệ sinh chuồng trại kém, mà nói chung ấy, thì cứ ở bẩn là bà đấy xảy ra viêm nhiễm ngay. Đấy là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai đấy, có thể là do heo đực, chồng của bà ấy, bị bệnh. Heo đực không có cuộc sống một vợ một chồng như chúng ta, nên tỷ lệ này khá cao ở những cái vùng chăn nuôi nhỏ lẻ. Mà quý vị có biết con gì hiện nay là sướng nhất không? Chúng tôi đã có rất nhiều những cái trao đổi và đưa ra một cái nhận xét duy nhất ai cũng phải công nhận, đó là hiện nay là con heo đực là sướng nhất. Chúng tôi gặp những cái bác chăn nuôi lợn ấy, năm nay mà chăn nuôi thắng thì các bác rất vui, nhưng mà năm trước thì khá là buồn. Và chạy đấy thì bác ấy buồn quá, bác ấy từng ước là kiếp sau tao chẳng làm người nữa, làm con lợn đực cho đời hào hoa, một ngày mấy bận thăng hoa, xe đưa xe đón, trứng gà ăn no. Đấy là heo đực hiện nay là sướng nhất, một bước lên xe ăn ngon, làm những công việc sung sướng. Nhưng mà đấy lại là nguyên nhân thứ hai rất lớn xảy ra trong tình trạng chăn nuôi heo nái bị viêm nhiễm. Nguyên nhân thứ ba mà hay xảy ra viêm tử cung ấy, là do que phối nhân tạo, chúng ta không được dùng đúng cách. Những đồ này thì những trang trại lớn và người chăn nuôi lâu năm ấy, họ làm rất là tốt. Chúng tôi đề cập đến vấn đề này chỉ nói đến những trang trại mới và những người chăn nuôi nhỏ mới chuyển sang cái áp dụng cái phương pháp phối nhân tạo này thôi. Chúng ta chú ý trong hệ thống que phối ấy, thì đây là hệ thống que phối dùng một lần đầu xốp này. Trong hệ thống que phối dùng một lần này thì nó hai loại. Một loại chúng ta phối lông và một loại là phối sâu. Cái que đầu xốp mà bên trong có một cái ruột nhỏ nữa thì đấy là hệ thống que phối sâu. Và hệ thống đầu xốp mà trong không có ruột nhỏ thì chúng ta gọi là que phối lông. Thì khi dùng loại này chúng ta phối một lần và chúng ta sẽ bỏ. Trước khi dùng thì các anh chị chúng ta nhớ đeo găng tay này cho nó vệ sinh. Và chúng ta dùng cái gen bôi trơn ấy, chúng ta bôi vào cái đầu xốp này. Chúng ta chú ý là gen bôi trơn của heo đực thì nó khác gen bôi trơn của các anh chị nha. Nói vui vậy, đừng lấy gen bôi trơn trong phòng ngủ ra bôi vào cái đầu xốp này của chúng tôi. Thứ hai nữa là cái que phối dùng nhiều lần thì đó là cái dây cao su chúng ta xem ở ảnh. Thì cái trong sử dụng cái que phối dùng nhiều lần ấy, chúng ta đặc biệt chú ý về cái hệ thống sát trùng que phối giúp chúng tôi. Những trang trại lớn thì tôi thấy họ làm rất tốt, họ có cái hệ thống lồi hấp riêng cho cái hệ thống que phối này. Còn những trang trại nhỏ mà những người mới áp dụng thì tôi thấy đang làm hơi sai một chút. Chúng ta thường lấy cái chậu hoặc lấy cái bát lớn lớn đấy, chúng ta cho cái que phối vào rồi chúng ta dội nước phích vào. Thì làm như vậy thì hệ thống về vấn đề về sát trùng ấy là chưa đúng, các anh chị chúng ta chú ý cho tôi. Hệ thống que phối nhiều lần thì chúng ta càng phải để ý hơn vấn đề về bôi gen bôi trơn cho hệ thống, cho những cái que phối này trước khi chúng ta dùng. Nguyên nhân thứ tư mà gây ra viêm tử cung đấy là hiện nay chúng ta phải can thiệp vào bằng tay khi nái đẻ hơi nhiều. Hiện nay thì do hệ thống dinh dưỡng chúng ta rất tốt nên heo con thì hơi lớn
và heo mẹ thì hiện nay là lười vận động, cũng ít vận động hơn so với những ngày xưa các cụ chúng ta chăn nuôi heo nái bình thường. Khi mà lười vận động ấy thì chúng ta heo nái có hiện tượng sức đẻ, sức dặn nó yếu và heo con nó to. Hai cái nguyên nhân đó mà khiến cho hiện nay phải dùng tay móc heo con ra thì nó hơi nhiều. Và khi mà cái tỷ lệ bị can thiệp bằng tay nhiều đó thì gây ra hiện tượng viêm tử cung nó nhiều hơn ngày trước. Nguyên nhân thứ năm là hiện nay có thể một phần do dinh dưỡng không đúng. Nguyên nhân nếu trong thức ăn chúng ta thiếu vitamin A, vitamin D, vitamin E khiến hệ thống niêm mạc tử cung nó kém đi thì đấy cũng là một trong những nguyên nhân. Dấu hiệu nào để nhận biết một con heo nái chúng ta đang bị viêm? Chúng ta chú ý là khi thấy dịch ở âm môn của con heo nái chảy ra ở những cái thời điểm không bình thường sau thì chúng ta đặt vấn đề con heo nái chúng ta đang bị viêm tử cung. Thứ nhất, chúng ta chú ý là sau khi sinh bình thường thì dịch của con heo nái chảy ra khoảng 1 đến 2 ngày là có thể hết. Nhưng hiện nay chúng ta lại thấy dịch chảy ra 4 đến 5 ngày thì đấy là dấu hiệu, một trong những dấu hiệu mà heo nái chúng ta có thể bị viêm tử cung. Thứ hai nữa là khi thấy dịch xuất hiện sau khi phối từ 14 đến 21 ngày. Thứ ba là dịch chảy ra trong khi heo nái mang thai. Chúng ta để ý đến dịch, nếu chúng ta thấy dịch chảy từ âm môn chảy ra nhờn đục, lợn cợn, viêm nặng thì trong dịch đó có thể lẫn máu. Và nếu chúng ta ngửi thì chúng ta thấy cái mùi dịch nó rất là tanh, rất là hôi. Và đặc biệt là heo nái có hiện tượng sốt. Tất cả những dấu hiệu đó là những dấu hiệu chỉ ra con heo nái của chúng ta có thể bị viêm tử cung. Vậy sau khi khẳng định con heo nái bị viêm tử cung thì chúng ta sẽ điều trị nó như thế nào? Các quý vị chú ý những cái sản phẩm trên đây là những sản phẩm mà chúng ta phải can thiệp để điều trị khi con nái bị viêm tử cung. Thứ nhất đó là oxytocin. Hiện nay Interchemy có hai sản phẩm oxytocin là 10 và 20. Quý vị có thể dùng một trong hai sản phẩm này. Vậy oxytocin thì tiêm khi nào? Mũi thứ nhất, chúng tôi khuyến cáo anh chị chúng ta tiêm khi thấy heo nái đẻ được 1 đến 2 con mà chúng ta cảm nhận thấy sức dặn của con heo nái nó yếu. Vậy yếu là như thế nào? Khi con heo con thứ hai cách con heo con thứ nhất mà quá 20 phút thì chúng ta lên tiêm oxytocin. Mũi thứ hai, khi tiêm, khi chúng ta thấy heo nái ra nhau thì chúng ta lên tiêm mũi thứ hai. Mũi thứ ba lên tiêm sau khi heo con, sau khi heo nái đẻ được 1 ngày. Mũi thứ ba này chúng ta sẽ giúp sạch dịch và heo nái tăng tiết sữa nhanh hơn. Thì đấy là 3 mũi oxytocin chúng tôi khuyến cáo anh chị chúng ta tiêm. Sản phẩm thứ hai đó là cái nhóm kháng viêm hạ sốt. Chúng ta nên lựa chọn cái dòng ketoprofen. Trong chuyên đề kháng viêm trước chúng tôi đã hướng dẫn cho quý vị rồi. Cái dòng này rất tốt, rất an toàn cho lái của quý vị. Về lựa chọn kháng sinh điều trị viêm tử cung thì chúng ta có thể lựa chọn một trong những sản phẩm ở đây. Các anh chị chúng ta chú ý, đây là cái dòng Ceftiofur này. Đây là cái sản phẩm Amoc kết hợp với Genta. Còn đây là cái dòng Amoc đơn. Đây là cái dòng Bilicitep không kéo dài. Còn đây là cái dòng Bilicitep kéo dài. Các anh chị chúng ta chú ý lựa chọn một trong 5 sản phẩm này để điều trị cho heo lái của chúng ta trong khi nó bị xảy ra viêm tử cung. Khi heo lái bị viêm nặng quá, các anh chị chúng ta cần làm thêm một động tác nữa để cho điều trị viêm tử cung nó sẽ nhanh khỏi hơn. Các anh chị chúng ta có thể dùng 200cc nước muối sinh lý này kết hợp với 20cc cái sản phẩm Limousine 100 này. Đây là dòng oxytetracycline. Chú ý nhé là 200cc này kết hợp với 20cc này chúng ta pha vào nhau và chúng ta bơm vào tử cung của heo nái. Nếu như chúng ta không có sản phẩm oxytetracycline 10%, chúng ta có thể lấy 20cc dòng iodine. Nếu chúng ta không có dòng sản phẩm iodine cộng, chúng ta có thể lấy cái dòng iodine của tất cả công ty khác đều được. Nhớ là 200cc nước muối sinh lý kết hợp với 20cc sát trùng, chúng ta
pha vào nhau và chúng ta bơm vào tử cung của heo lái. Mỗi ngày chúng ta bơm vào tử cung heo lái một lần, kết hợp với lại tiêm kháng sinh, thì chúng tôi tin chắc rằng bệnh viêm tử cung heo lái của quý vị sẽ được điều trị một cách dứt điểm. Khi heo lái bị viêm thì thông thường heo sẽ ăn ít và chúng ta cần phải tăng sức cho heo lái, thì chúng ta lựa chọn cái sản phẩm nào? Các anh chị chúng ta chú ý như sau. Chúng ta có thể dùng cái dòng Elagen 100 này để truyền cho heo lái, và chúng ta xem cái hình ảnh chúng tôi truyền cho heo lái ở trên, các anh chị chúng ta chú ý. Chúng ta cảm thấy truyền nó khó khăn thì chúng ta có thể sử dụng cái Elagen 300 để tiêm cho heo lái. Nhưng mà khi mà các anh chị chúng ta tiêm thì cái tác dụng nó lại lâu hơn khi mà chúng ta truyền. Chúng ta chú ý đây là vấn đề tăng sức cho heo lái. Quý vị chú ý, khi heo lái bị viêm tử cung thì rất dễ bị lại ở những chu kỳ phối giống tiếp theo. Nếu đến khi phối giống mà chúng ta thấy con heo lái bị viêm thì chúng ta lên điều trị dứt điểm trước khi chúng ta phối giống. Nếu cần, chúng ta hãy bỏ qua một chu kỳ. Các sản phẩm mà chúng tôi giới thiệu trong chuyên đề này, nếu quý vị có quan tâm, quý vị hãy liên hệ theo số điện thoại của các công ty phân phối chúng tôi cung cấp ở phía dưới. Chúng tôi rất hy vọng thông tin chuyên môn này có hữu ích cho quý vị. Mọi thắc mắc, quý vị hãy liên hệ với số hotline của chương trình Dr. Vet cùng Chăn nuôi Việt Nam Phát triển 098-222-0717. Chúng tôi hẹn quý vị ở những bài tiếp theo của chương trình Dr. Vet cùng Chăn nuôi Việt Nam Phát triển. Chào quý vị.